Chào mừng quý vị đến với chương trình của Thượng Nguyên. Như quý vị thấy thì hiện nay chúng tôi có hai máy ghép nguội. Thì máy này chúng ta sẽ có dùng những cái loại như thế nào để cho ra cái sản phẩm nó tuyệt đối của cái phần mà ghép trong cái quá trình chúng ta ghép bề mặt cũng giống như là ghép ván sàn engineer. Thì như quý vị thấy thì máy này là do Thường Nguyên chế tạo và mua công nghệ tại Đài Loan. Tất cả hệ thống thử lực chẳng hạn như là motor thử lực chúng ta sẽ có thiết lập bên trong rất là nhiều cái hữu ích như là hệ thống làm mát dầu và hệ thống bên với một cái công suất rất là lớn và cái lượng ép lực ép của chúng ta, cái áp của chúng ta cũng rất là cao 140. Cho nên là làm ra cái sản phẩm đẹp tuyệt đối. Và bây giờ mời quý vị xem thao tác máy. Vừa rồi quý vị vừa xem thao tác máy á, chưa quý vị thấy thì sản phẩm của chúng ta ra đẹp ha. Chỉ cần trong thời gian chỉ có vài 20-30 phút thôi mà chúng ta có thể làm được một cái sản lượng ra như thế này. Ít nhất cũng phải là 80 tấm ván sàn trong vòng chỉ có 30 đến 45 phút tùy theo keo mà chúng ta sử dụng cho cái ván sàn engineer này hoặc là ván ghép này để chúng ta có thể là tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao và chất lượng cũng tuyệt đối. Một vài thông tin thì Thường Nguyên muốn gửi đến quý vị và một lần nữa thay mặt cho anh chị em Thường Nguyên kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.